Ukraine rút quân khỏi Donetsk, tố Nga thả 900 quả bom dẫn đường. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi Donetsk. Theo các nguồn tin an ninh Nga, quân đội Ukraine đang hành động theo thông lệ và rút quân thành từng nhóm nhỏ. Nguồn tin trên nói với hãng tin TASS, tình hình của quân Ukraine ở Donetsk khá tệ, họ buộc phải chạy trốn một lần nữa. Hiện tại, các đơn vị đang rút dần khỏi thành phố. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 13 tháng 10 cho biết, nhờ những hành động quyết liệt, nhóm tác chiến trung tâm đã giải phóng khu định cư Mikhailovka ở Donetsk. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của một sân bay quân sự và kho chứa máy bay không người lái UAV, cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 138 khu vực trong 24 giờ qua. Tổng thống Ukraine tố Nga thả 900 quả bom trong tuần qua. Tờ Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết, trong 7 ngày qua, Nga đã thả khoảng 900 quả bom dẫn đường xuống nước này. Ngoài bom, Ukraine cũng hứng chịu các cuộc tấn công của 40 quả tên lửa và 400 UAV Nga. Người đứng đầu Ukraine nói, không có quốc gia nào phải chịu đựng những thử thách như vậy một mình. Các đối tác của chúng tôi có khả năng cung cấp các hệ thống phòng không chất lượng, đủ số lượng, đưa ra các quyết định về năng lực tầm xa của Ukraine, cũng như đảm bảo cung cấp kịp thời viện trợ phòng thủ cho quân đội Kiev. Không được lãng phí thời gian, chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để có được các phương tiện nhằm đáp trả Nga. Lý do Ukraine khó chấp nhận nhượng đất lấy hòa bình. Ukraine ngày càng đối mặt với áp lực đàm phán hòa bình với Nga, nhưng các binh sĩ và người thân của họ kiên quyết không chấp nhận phương án nhượng bộ lãnh thổ. Khi lực lượng Nga tiếp tục đà tiến quân ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, áp lực ngày càng tăng đối với Kiev. Nga đầu tháng này đã kiểm soát thành trì Uleda của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 9 đã đến Mỹ để trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Nội dung của kế hoạch vẫn được giữ kín và kết quả của chuyến công du vẫn chưa rõ ràng. Ukraine đang rơi vào tình trạng bấp bênh về an ninh khi sự chú ý với cuộc chiến giảm dần vì xung đột kéo dài và tình hình leo thang ở Trung Đông. J.D. Vance, phó tướng của Trump hồi tháng 9 nêu ra tầm nhìn cho xung đột Ukraine có thể bao gồm việc thiết lập khu phi quân sự tại ranh giới giữa những vùng hai bên đang kiểm soát hiện nay. Ý tưởng này đồng nghĩa Ukraine sẽ không giành lại phần lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Cách tiếp cận này rất khác so với chính quyền Biden, tập trung vào việc cùng đồng minh cung cấp hỗ trợ quân sự giúp Ukraine đẩy lùi quân Nga. Bà Harris đã ám chỉ ông Trump khi nói trong cuộc gặp với ông Zelensky. Có một số người ở đất nước chúng tôi muốn buộc Ukraine phải bỏ phần lãnh thổ có chủ quyền của họ. Bất kỳ thỏa thuận nhượng đất lấy hòa bình nào cũng sẽ định đoạt số phận của vùng Donbass, nơi đã chìm trong xung đột và ly khai từ cách đây 10 năm. Nga hiện kiểm soát 80% diện tích khu vực này, cụ thể là 85,5%, Lugansk và 60% Donetsk. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Ukraine không chấp nhận từ bỏ đất đai, đặc biệt là binh sĩ ở Donbass, trong đó có những người đã chiến đấu suốt 10 năm qua. Không ai ở đây ủng hộ ý tưởng đó vì vùng đất này thấm máu của chúng tôi. Voronika, quân y 23 tuổi ở Sloviansk, tỉnh Donetsk, nói cô đã chạy trốn cùng gia đình khỏi thành phố Donetsk từ năm 2014, thời điểm phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát khu vực. Cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev hồi tháng 5 cho thấy 1/3 người Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ nếu điều này có thể giúp nhanh chóng chấm dứt xung đột, bảo vệ nền độc lập của Ukraine. Trong khi đó, hơn một nửa số người được hỏi bác bỏ ý tưởng này. Cuộc thăm dò hồi tháng 6 của Quỹ Kennedy vì Hòa bình chỉ ra rằng gần 50% người Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga, nhưng con số này đã giảm mạnh nếu phải bao gồm điều kiện nhượng bộ lãnh thổ. 2/3 số người tham gia khảo sát bác bỏ thỏa thuận, giữ nguyên tiền tuyến hiện tại và 86% không tin Nga sẽ dừng tấn công sau khi ký thỏa thuận. Dù 7% người tham gia khảo sát nói sẽ tham gia vào một phong trào biểu tình vũ trang để phản đối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào, con số này đã tăng gấp đôi nếu chỉ tính riêng kết quả khảo sát các binh sĩ và cựu binh. Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Hồi tháng 8, ông Zelensky cho rằng không có lý do để đàm phán khi Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ. Pasha, chỉ huy nhóm máy bay không người lái UAV cho rằng mất Donbass sẽ là một thảm họa và không có gì đảm bảo xung đột sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhiều binh sĩ cho rằng đàm phán sẽ không đạt hiệu quả. Họ đã chứng kiến thất bại của thỏa thuận Minsk, thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai vùng Donbass.
Natalie Bredova, 38 tuổi, ở Slovian, biết rõ cái giá phải trả cho cuộc chiến. Con trai 20 tuổi, Volodymyr của bà, đã không qua khỏi khi chiến đấu ở Avdiivka hồi tháng 3. Chồng của bà cũng đã đang phục vụ trong quân đội. Quá nhiều người đàn ông đã không qua khỏi vì cuộc chiến này, đã quá muộn để nói về những cuộc đàm phán. Họ là ánh sáng của đất nước chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, bà nói. Trước đây một số người Ukraine từng cảm thấy Donbass là khu vực tách biệt của đất nước và có thể từ bỏ. Tuy nhiên sau khi Nga phát động cuộc chiến năm 2022, nhiều người đã thay đổi quan điểm. Tất cả đều là lãnh thổ của chúng tôi, Jago Fristops, nhà lập pháp 35 tuổi đại diện cho khu vực Donetsk trước xung đột và hiện chiến đấu tại tiền tuyến, nói. Vitaly Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka ở Donetsk, đã chiến đấu với lực lượng ly khai thân Nga từ năm 2014. Nga cuối cùng đã kiểm soát thành phố từ hồi đầu năm. Tôi đã ở trong quân đội từ năm 2014. Tôi hiểu cảm giác mất lãnh thổ là như thế nào. Nó giống như mất đi tay chân của mình vậy, ông nói. Barabas đã biến mất trong 3 ngày sau khi Nga kiểm soát thành phố. Tôi cần ở một mình, ngay cả người thân của tôi cũng không biết, không thể liên lạc với tôi. Tôi đã cảm thấy rất tồi tệ, ông kể. Trong những ngày sau đó, Barabas thường đến trường bắn hoặc là chạy xe quanh Dnipro để giải tỏa căng thẳng. Ông không tin là Tổng thống Zelensky sẽ ký một thỏa thuận hòa bình mà phải từ bỏ Donbass. Hầu hết mọi người đều hy vọng là chúng tôi sẽ trở lại Avdiivka. Họ sẵn sàng sống trong lều và tái thiết thành phố này. Cuộc tấn công của Ukraine và khu vực Kursk của Nga hiện đã bước sang tháng thứ ba, với hàng chục khu định cư vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Moscow. Chiến dịch này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên một quân đội nước ngoài vượt qua biên giới Nga kể từ Thế chiến thứ hai, mà còn chứng tỏ rằng quân đội Ukraine không phải lúc nào cũng ở thế yếu. Sau khoảng 9 tuần, bước tiến của Ukraine đã bị đình trệ, song hai bên vẫn trong thế rằng có quyết liệt tại Kursk. Các nhà phân tích cho rằng Kiev đang tận dụng chiến dịch này để nâng cao tinh thần binh sĩ và giành thêm ưu thế đàm phán, trong bối cảnh một hội nghị hòa bình với Nga có thể được tổ chức trong tương lai. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin không mấy chú trọng đến nỗ lực này của Kiev, đồng thời tập trung nguồn lực quân sự cho các mặt trận lớn ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington, D.C., Ukraine đã duy trì quyền kiểm soát khoảng 786 km vuông tại Kursk. Một chỉ huy của tiểu đoàn Ukraine tại Kursk cho biết, quân đội Nga vẫn cố gắng tấn công, nhưng quân đội Ukraine cũng đang nỗ lực phản công và đẩy lùi họ. Tuyến phòng thủ chính của Ukraine nằm quanh thị trấn Sudha và quân đội nước này đang cố gắng thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai bao quanh làng Veselye. Hiện Ukraine chưa tiết lộ đã điều bao nhiêu quân đến khu vực này. Nga đã triển khai khoảng 40.000 đến 50.000 quân để phòng thủ và phản công ở Kursk, bao gồm lính nghĩa vụ và quân dự bị ngay khi bắt đầu cuộc tấn công. Trong khi nhiều người khác sống sau chiến tuyến của Ukraine, một chuyên gia thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia nhận định rằng chiến sự tại Kursk đang dần mất sức nóng. Nga hoàn toàn có thể đánh bật quân đội Kiev ra khỏi khu vực này chỉ với một lệnh điều quân từ Moscow, nhưng có vẻ như Tổng thống Putin đang chỉ hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng. Mặc dù ban đầu chiến dịch tấn công Kursk được xem là cú sốc lớn đối với Nga, nhưng theo một chuyên viên thuộc chương trình Nga và Âu của Chatham House, Điện Kremlin đã bình thường hóa sự kiện này. Ông cho biết hầu hết người dân Nga đã quen với cuộc giao tranh gần Kursk và những người không liên quan không mấy quan tâm đến tình hình. Một thông tin mới từ TASS cho biết, một phó tư lệnh quân sự Nga cho rằng Ukraine đang bên bờ vực của những biến động nội bộ do cạn kiệt nguồn lực để tiếp tục hoạt động quân sự. Ông này còn chỉ trích rằng Ukraine không còn đủ nam giới để phục vụ chiến trường và tin tưởng rằng hoạt động quân sự của Nga sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Dù Nga không dành nhiều sự chú ý cho mặt trận Kursk, quân đội Ukraine vẫn cố gắng bám trụ. Mục tiêu của Kiev là chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy rằng Nga dễ bị tổn thương và khả năng chiến đấu của họ có giới hạn. Chiến sự tại Kursk cũng giúp nâng cao tinh thần binh sĩ Ukraine. Một số binh lính Ukraine chia sẻ với CNN vào tháng 9 rằng, mặc dù có thương vong và tình hình khó khăn, việc cho Nga nếm mùi thuốc của chính họ là một lý do xứng đáng để Kiev tiếp tục chiến đấu.